Xin chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Đã lâu rồi mình không livestream Tống Kim nữa. Hôm nay thì chắc cũng gần một tháng rồi mình mới đi Tống Kim anh em ạ. Hôm nay mình mượn ạc của một ông anh ở Đà Lạt. Được rồi, mình có lên Đà Lạt thì mình mới gặp ông anh này. Thì hôm nay mình mượn ạc ông anh mình đi Tống Kim thử coi sau một tháng có gì thay đổi không. Hiện tại chắc giờ chắc đồ VIP chắc là nhiều rồi anh em ạ. Đầu anh Dũng ạc Thiên Nhẫn mình thường cầm đi Tống Kim thì hôm nay là hạng 3 rồi anh em ơi. Trần Trân Nhân bộ ăn bang anh em ạ. Bộ ăn bang mà kinh khủng dữ ta. Trần Trân Nhân chắc là võ đan rồi. Anh ấy mang lôi làm chậm. Làm chậm cũng 80. Ghê thật. Giờ nhiều anh hùng. Những anh hùng tên rất là mới lạ anh em ạ. Mình không nhớ là anh nào ra anh nào luôn. Lâu quá rồi nè. Ăn may là ăn tự. Hiện tại thì đã có event Noel nha anh em. Anh em nào chưa biết thông tin có thể lên website để xem nội dung của event. Cái bóng thiếu tốc độ đánh anh em ạ. Hiện tại thì đang có 34 ạc bên Tống. Hôm nay thì mình đi bên Tống nha anh em. Trận chiến chắc bắt đầu rồi. Ăn lắc đi nào anh em ơi. Hôm nay là đi map Hoàng Sa Lâm Ngao. Má lâu à. Lâu lắm mới cầm mặt anh em ơi. Má lâu lắm mới cầm mặt đánh anh em ơi. Má chưa được mạng nào luôn. Sao lâu lắm rồi, sao còn 38 mặt ta. Đi đánh được BC trời. Nó chưa được mạng nào luôn, anh mày đang tử được 2 mạng rồi. Sau một tháng nghỉ dưỡng thức thì Tống Kim nay có vẻ vắng dữ ta. Hay là hôm nay là thứ mấy ta? Hôm nay là thứ tư anh em ạ, mà sao vắng dữ ta? Ạc này đang mang vũ khí. Ôi đường môn đâu sái ghê. Đường môn ăn lắc sái ghê trời. Hiện tại Thúy Yên đang mang song đao hoàng kim nha anh em. Bích Hải Uy Nương như thông nổi luôn. Từ sửa 21 vạn luôn trời. À quên, chưa bằng chứng phá, quá lâu ngày. Năm sẽ bật không được ta. Lâu ngày cờ mạc zoom quá anh em ạ. Một thời Tống Kim 70 ạc mà nay sao vắng dữ ta. Hèn chi này thấy cảm giác đánh chậm chậm anh em. Thiên nhẫn mới không ăn được luôn. Cảm ơn bạn đặc vụ nón sơn. Bốn mươi ba ạc rồi. Hôm nay có event mà sao ít người Tống Kim ta. Long xuống là ông nào đây. Long xuống hàng 149. Ngạo tiếp luôn. Toàn là cô lô di chuyển khai. Thế tất cả 21. Má di chuyển mắc ọp luôn anh em. Má kinh khủng dữ trời.
Thiên nhẫn nè, thiên nhẫn nè. Nó thiên nhẫn châu thế, kiểu không được mạng luôn vãi. Chắc tàng hình đi đánh vòng này quá. Thiên nhẫn. Đó, được một chú. Đó, được một chú. Thiên vương ba. Được chú thiên nhẫn. À, châu thế. À, được có hai mạng rồi, nó mừng quá. Cái ba. À, chết luôn. Hiện tại top 1 đang là ăn mày lãng tử. 26 mạng rồi. Tổng kim thì đang 53 người anh em ơi. À, vỏ đang nó xoáy kìa. Đụng vào top 10 mới 6 mạng rồi, mình 4 mạng cũng ghê rồi. À, tưởng lâu ngày đánh dở nhưng cũng đâu có dở đâu. Ui ui, đông thế. Cô luôn xe. Đơ dữ ta. Nó gọi đang nhiều ghê. Đường môn nè. Ồ. Côn luôn nè, đường môn nè. À, chết dữ, nhanh dữ ta. Nói bản kháng cũng đẹp lắm như bảy lưu cầm lai hả? Nga mi trưởng, Nga mi trưởng ngũ độc. Chụp lại. Chạy đâu. Cái bang. Thiên nhẫn. Ồ, châu thế. Thiên nhẫn nè. À,
Nó gọi đàn trâu thế. Nó vẫn muốn bạn. Chào Tắm, anh em đang xem livestream nha. Đã lâu rồi không gặp anh em. Quá, con luôn xét. Úi giời, con luôn xét kìa. Đúng thật là lâu rồi không cầm ạc rồi đánh không có ngon lành gì anh em ạ. Nãy giờ chưa được lên hiệu úy nên ghê chứ. Toàn hệ thổ không trời. Thiên nhẫn châu không được mà nào luôn vãi. Á vãi. Á cùng luôn trầu ghê nè. Á cả đám đánh không chết kìa. Vãi thật. Top 1 đang là ông Huy đưa vợ đi đẻ không rõ nữa anh Tình ơi, em mượn ạc em đi like thử. À, dính được con luôn xét rồi. Tại lâu rồi em không đi tống kim, hôm nay mượn đi đánh thử. Cô luôn xét trâu quá. Đấu mạng rồi anh em ơi. À, cuối cùng được hữu ý. À, ghê trời. Sáu mươi mạng rồi anh em ơi. 60 tống bên tống rồi. Hiện tại thì Tống đang 60k điểm, bên Kim đang 30k điểm. Mừng quá nãy giờ 8 mạng. À, giờ là phun lắc à anh Tình. Em cắn có 3 loại lắc à. Phi tốc lệnh bài với Tình. À, dính con luồng xét kìa. Oh.
Nó lâu lắm mới cầm mạc đánh. Không biết nhịp độ trận đấu như thế nào, chưa canh được điểm anh em ạ. Nói chung khi cờ mạc nào anh em phải đánh thường xuyên thì mới lên tay được, chứ không phải là lấy vợ đang làm tốt lại cho vợ đang có đất diện nè. Lấy vợ đang cho vô đường môn xoáy à, anh Tình. Thấy đường môn quá trời luôn nè. Nó có vẻ vui sôi động lại anh em ạ. Nãy giờ thấy ít ít, giờ hiện tại cũng đã đông rồi anh em ạ. Có vẻ vui lại rồi. Lâu lắm không được giải trí một trận tống kim như thế này anh em ạ. Cái bàn này, cái bàn này, cái bàn này. Chết luôn, đang tính tàng hình bay về. Ặc vỏ đang em cùi bắp làm sao lấy đi được. Hiện tại top 1 đang là cái băng, top 2 đường môn, top 3 bó tay không biết, chưa biết. Đang cái băng này anh xà mấy cái anh cái băng. Lâu lắm rồi không được giết đi đánh người rồi. 2008 rồi. Đấy, đã 5000 mà mình được 2008, bèo dữ trời. Ăn khang nó thấy cái ban là mình thèm như là có vẻ hệ hỏa server ít rồi ta, còn đường môn với hệ thổ thấy con lồn nhiều ghê. À thiên nhẫn không kịp rồi. Nó mang cái nón xấu trai vãi, xấu gái vãi anh em ạ. Nga mi kiếm. À cây hệ hỏa, đứng lại, hệ hỏa. À không được luôn, hệ hỏa. Đứng lại mày. Đúng rồi, chạy nhanh thế. Thằng nãy giờ đi farm đã PC trời. Năm mươi tám mặt bên tống rồi. Để đánh cái này sao có top được ta. Đánh kiểu này chỉ có đường môn lên top dễ thôi. Tất cả quỳ xuống. Thiên ma như đường môn 74 tài tay là võ đang mà ta. Ghê ta. Mạng thiên hoa đường môn tiểu BK. Chưa biết. So
ăn khang đó, ăn khang. Mình thích hệ hỏa lắm ăn khang ơi. Ăn khang rồi. Ôi ngủ độc chém ghê. Ngủ độc chém thẳng đừng đau ghê mà. Hết thuốc ra. Đại chiến thơ thành. Đại lý hay cương dương lửa. Ngon thì lao vào biết phái gì đây. À, 74 tẩy tây vỏ đang có top luôn mới ghê, không biết anh ấy mang độ gì đây. À, đài mùng phái luôn. Tại điểm số bây giờ là bên Tống đang 103k và bên Kim đang 61k anh em ạ. Trận đấu đã diễn ra được 20 phút rồi. Và mình đang lẹt đẹt 3k điểm thống lĩnh. Quá bèo. À thiên nhẫn đâu rồi mày chạy đâu mày chạy nó. Đường 145 của thằng Linh là thằng tên gì vậy? Ngon thì lao vào hả? Hay là Trường Mộc đây? Ui anh Trường Mộc lướt kìa. À thiên nhẫn anh Thiên Nhẫn ơi, em rất thích là thích anh. Mấy phải khác em không thích đâu, em thích anh lắm. Giờ chắc phải có kèo thiên tử đánh nhau mới vui anh em ạ. Hiện tại Tống Kim có vẻ đi lung tung quá. Chắc phải kêu admin làm mấy kèo thiên tử đánh bang cho vui nha. Cái Tống Kim này có vẻ hơi nhạt anh em ạ. Đi dời dạc quá. Đi dời dạc thì Thúy Yên sao mà đánh được đây. Nó phải đi đông đông mình đánh mới sướng. Hiện tại Thúy Yên song đao ở bảng này vẫn còn mạnh anh em ạ. Ở bảng khác này hơi yếu. Bảng này có cô luồng xét mạnh ghê. Lòng súng. Andy Nguyễn cũng mới thống lĩnh anh em ạ. Thiên Nhẫn cũng mới thống lĩnh thôi. Thiên Nhẫn mà ít người này sao mà đam nổi. À, ăn khang. Đó, một chú. Hai chú. À, những... à là khang. À, thì mình kết hệ hỏa dữ ta. Đủ 24 mạng rồi, ghê. Đứng này KS phụ ăn côn lôn được coi. À tối nay ăn chiều cầm hả? Mà Thiên Nhẫn ít thế này đánh cũng khó lắm. Phải đông đông mới lên đánh sướng nè. Đánh ít này đâu có đủ đam nhảy lên đâu. À Thiên Nhẫn cái bang ui cái bang nữa kìa. Ui dồi ôi thích dữ ta. Cái bang nữa nè, Thiên Nhẫn nữa nè. Ê con vỏ đang tránh nhau mày. Mày nó xoáy cái chết luôn anh em. Vãi thịt.
À, cái băng đây, cái băng ra đây mày, ra đây mày. Ủa đông thế. Nó sao nó gõ cái chết rồi. Năm nghìn ba nữa anh em ạ. À. Tôi muốn cơ cho nó lên đúng nút góc đây chị ta. À cái băng. Nó hay. Đứng lại mày. À, mày chạy nhanh dữ vậy mày. Nó thấy mình thuyên nó chạy không ơi. Đừng mua rồi bỏ ra nó xoáy ghê trời. Ôi, anh Khang vụt mình ghê. Vụt mình ghê. Nó đánh đông đông này với sướng này anh em. Hiện tại điểm số bây giờ là vẫn cách biệt về bên Tống 128k và 82k. Hiện tại mình đang gần lên phó tướng rồi. Nó ngộ độc đánh đau dữ ta. Đúng là tình đánh nó cầm mặt phải đánh quen thì mới đánh được chứ còn lâu ngày đánh lại bỡ ngỡ lắm. Hải Đăng đâu rồi nhỉ? À Tùng Quốc Cơ đang đi săn Hải Đăng anh em ạ. À, Tùng Quốc Cơ đang đi săn Hải Đăng. Hiện tại có vẻ hệ thổ rất là nhiều anh em ạ. Hệ thổ nhiều thế này thì à, cái ban thiên nhẫn. Hai chú. Nó không giết được chú nào luôn. Có vẻ như hai anh em kia đang cay cú anh em ạ. Tôm Cúc Cơ và Hải Đăng đang cay cú nhau. Không được chú nào luôn trời. À, hệ hỏa. Hệ hỏa là của em. Ủa không được luôn. Được con đại. Nó lôi sát đâu đơ dữ trời. Bắt anh thiên nhẫn đây coi. Vậy quá. Yeah.
Có vội đang kiếm lên tống kim luôn. Quá ngủ đầu. Ủa ngang mình kiếm được môn đánh ghê. Thấm gì ta, nó không mau được một lượt nó solo mày luôn, bố mày solo mày luôn, solo mày luôn, solo mày luôn, solo mày luôn, bố mày cũng BK cũng đâu phải dạng vừa đâu mà đủ bút sư tử hống ghê. Đồng thế mới lắc dữ vậy. Chết 15 lần anh em ơi. Ngon thì lao á, đừng môn. Đừng bơm máu ta. Đông như thế này với sướng với có mạng được nè. Phó tướng chưa? Phó tướng rồi nha anh em. Lên đại tướng nổi không đây? Lâu rồi không có cảm giác đứng chặn cổng anh em ạ. Lâu rồi không có cảm giác chặn cổng trong tống kim. Mộc Vĩnh Thanh toàn đường môn top không anh em ơi. Top 1 đường môn, top 2 đường môn, 4 đường môn, 5 đường môn, 7 như cũng đường môn, 8 đường môn luôn. Ghê thật. Thằng Nam ghê chưa. Sáu ca bảy rồi. Thank you.
Tại còn 25 phút nữa anh em ơi. Nó đừng muốn sấy ghê. Cái bàn hai cái bàn này. Cái bàn này nó chạy nhanh quá, quá không chết cái liệu được trời. Cái bàn là lụm lúa thôi, 7k4 rồi, đã kịp đại tướng anh em ạ. À, thua top tới 3k lận. Không nào sang NPC đây cái bàn. Phần đam lâu lâu có thấy con mì máu lên cao rồi. Gia Nam công tử này chơi thiếu lâm anh em ơi. Lâu lắm à. Đừng muốn xoáy ghê cha. Ăn lắc phun lắc hay sao xoáy ghê. Nhức tay không nổi luôn. Đang xoáy đơ cứng ngắc luôn. Ghê thật.
Rồng mắt đỏ, rồng mắt đen này. Rồng mắt đỏ, rồng mắt con luôn thì sao đông thế? Đông thế. Đông thế. Nó đông thế. Thấy võ đàn bom bồi quầy nữa xoáy. Tám k ba rồi anh em ơi. Hiện tại điểm số bây giờ là bên Tống 200k, bên Kim là 147k. Quân số bây giờ là 66 mạng mỗi bên anh em. Hôm nay thì mình đang cầm mặt Thúy In anh em ạ. À. Mang song đao hoàng kim. Hiện tại thì mình đang ở top 40 anh em ạ. À. À, phần nào phần nào. Tám k năm rồi anh em. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng thì đa số là đừng môn anh em ạ. À võ đang xoáy đờ cũng ngắt luôn. Chết 24 mạng rồi. À, ghê thật. Nơi đây tràn chứa bao niềm tình đệ vinh khắc sâu không. Ủa, Thiên Nhẫn có top kìa anh em. Top 10 là Thiên Nhẫn kìa. Top 9 gọi ra. Ui giời. Cái con luôn xét đâu nữa. Đoán ghê trời. Top 1 là đường môn, top 2 là cái bang, top 3 đường môn, top 4 đường môn, 5 đường môn, 6 đường môn, 7 đường môn, 8 Thiên Nhẫn, 9 võ đan, 10 Thiên Nhẫn. Thank you.
lên người ta. Chín k ba rồi, gần 10k rồi anh em ơi. Sao cảm đợt này đánh tung kim cảm giác 10k nó khó khăn dữ ta. Rồi đang đánh không nhích chứ không chiến công nổi luôn. Ủa, tôm cúc cơ mà đang cố đi săn hải đăng côn luôn anh em ạ. Đang xoáy bao con cái chết vãi. Thắng lôi cỡ này mới xoáy bao con cái chết. Không hiểu nổi anh em ơi. À, cái bàn. Ồ, tôi một cơ đứng đó luôn này. Vãi thật. Đi chết 9k9 này anh em ơi. Giấc mơ mới đã hội tụ,
bạn mày chân kinh tranh thần thù đó bỏ đèn sáng sắc một trời bay huyền kinh mặt đào phú bay. Ô đại tướng rồi, mừng quá anh em ơi. Nó thường nhận lên loạn mình ghê chứ. Cái bàn nó thấy mình nó chạy như là gì anh em ạ. Bày quân địch trước mặt. Mười ba k mình 11k vẫn thua 2k. Vỏ đang má lên này và nó xoáy cái chết luôn. Nó vỏ đang xoáy cái này xác định chết luôn anh em ạ. Không có choáng, khinh công không nổi luôn. Hai k một k chín nữa anh em ạ. Một k chín nữa là lên top mà mới có 60 mạng à. Tiểu BK võ đang luôn nó ghê. Võ đang vẫn có top ghê ta. Má nhảy kinh công không nổi luôn trời ơi. Chỉ còn 6 phút nữa thôi anh em ơi. Hiện tại thì điểm số bây giờ là bên Tống mà đang dẫn điểm. Hôm nay chắc Tống thắng rồi anh em ạ. Thank you.
hai bên không ai dám ra, không ai dám vô luôn. À, phản đàn gần chết luôn. Trong phim bị mê ảo. Năm ca rồi, ghê trời. Hết máu rồi. Mật đạo biến kim bao khó khăn tâm kim hiệp nguyên dần. Kim tiền chân nguyên sung mạnh. Chấm chân đã nổi lên sồn tăng thấp thơ thay. 2 phút nữa thôi anh em ạ, chắc lên được tôn cuối anh em ạ. Một phút nữa thôi nè, tại mình được 13k rồi, đang thua top 10 tới 2k mấy.
chiến thắng anh em ạ. Hôm nay bên Tống chiến thắng rồi. Đông Nhi, Bạch Nhi, Tuyết Nhi đã xuất hiện. Được 50 nón luôn anh em ạ. Bảo Dương danh hiệu, mở coi. Như vậy là Tống Kim đã kết thúc. Top 1 là Đường Môn, top 2 Cái Bang, top 3 Đường Môn, top 4 Đường Môn, top 5 Đường Môn, top 6 Đường Môn, top 7 Võ Đang, top 8 Đường Bá Độc, Đường Bá Độc, top 9 Võ Đang, top 10 Võ Đang luôn. Như vậy là mình được xếp hạng thứ 18 anh em ạ. À, mừng quá anh em ơi, lâu lâu cầm mặt mà được 18 luôn, ghê thật. Như vậy hôm nay thì mình đã live stream xong trận Tống Kim. Hiện tại Đông Nhi xuất hiện tại Tương Dương, Bạch Nhi, Tuyết Nhi hình như là event event Noel nhé anh em cố gắng đi kiếm ba người đó đối thoại để được kinh nghiệm. Và như vậy bây giờ chúng ta đã xong trận Tống Kim rồi, hẹn anh em ở một video live stream khác nha anh em. PK đang rồi. Xin chào tất cả anh em nha, hẹn anh em một buổi live stream khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.